Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Minh Hóa quản triệt triển khai các văn bản về công tác dân vận. Bố Trạch giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Nông dân Quảng Trạch chuẩn bị gieo xạ lúa hè thu. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Lê Thủy hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững. Dân tỉnh vừa có chỉ thị số 05 ngày 18 tháng 5 năm 2018 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018, nội dung chính như sau. Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đây là năm bản lề hết sức quan trọng để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 có ý nghĩa quan trọng đối với sự chủ động điều hành ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của tỉnh, đánh giá tình hình thực tế, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị mình, các giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém, tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuế triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn, phần đầu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước theo nghị quyết số 32 NQ-HDNG ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn. 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2018 được giao quyết liệt chỉ đạo công tác thu, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước. 3. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ban ngành có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức cá nhân, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ động thuế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn quản lý. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với chi cục thuế trong công tác quản lý thu ngân sách nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước. Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, cục trưởng Cục Thuế tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Hết nội dung chính của chỉ thị. Quý vị và các bạn cần thông tin chi tiết có thể truy cập vào website qbtv.vn. Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt quyết định số 99 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương và quyết định số 963 năm 2018 của Tỉnh ủy Quảng Bình về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quy định số 124 năm 2018 về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Chỉ thị số 21 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa sẽ xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí vai trò của nhân dân, của công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Theo kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 năm 2018. Mục đích của đợt diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, chất lượng tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các ban ngành, mặt trận đoàn thể cả cấp và nhân dân trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Chủ động phòng chống, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị. Tổ chức chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, sẵn sàng đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể cá nhân để đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch năm 2018 diễn ra an toàn, đảm bảo đúng mục đích yêu cầu đã đặt ra. Huyện Quảng Ninh vừa tổ chức gặp mặt trao thưởng cho học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2017-2018. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia bậc trung học phổ thông năm học 2017-2018, huyện Quảng Ninh có hai em học sinh đều đạt giải nhì môn toán là em Hoàng Nhật Tuấn và em Lê Đình Hải, học sinh lớp 12 chuyên toán, trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Cả hai em đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn vào đội dự tuyển toán Olympic quốc tế. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các em trong học tập, đồng thời trao thưởng cho mỗi em 5 triệu đồng nhằm động viên khích lệ các em tiếp tục học tập, rèn luyện để chinh phục đấu trường Olympic toàn quốc tế trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài biên giới hải đảo và bộ đội biên phòng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức chương trình thực tế hướng về biên cương cho văn nghệ sĩ trên địa bàn. Tại các điểm đến của chương trình như đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đồn biên phòng Ra Mai và đồn biên phòng Ca Giang, đoàn thực tế đã được nghe đại diện chỉ huy các đơn vị báo cáo tổng hợp các hoạt động và thành tích của cán bộ chiến sĩ trong thời gian qua, đồng thời tìm hiểu thực tế đời sống sinh hoạt thường ngày của lực lượng biên phòng và thăm đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới phía Tây Quảng Bình. Đoàn thực tế đã kịp thời ghi lại nhiều câu chuyện hay, hình ảnh đẹp và tình nghĩa quân dân, qua đó bước đầu đã hình thành nhiều ý tưởng để xây dựng các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài biên giới và bộ đội biên phòng. Văn nghệ sĩ đều có những tác phẩm về cái lực lượng biên phòng. Riêng rồi của tôi thì tôi cũng đã viết một số bài về biên phòng. Những cái điện tựa này thì cũng đã từng đi rồi, nhưng bây giờ trở lại thì thấy nó cũng có những cái nó khác xưa. Thì tôi cũng suy nghĩ có bài gì đó về trở lại Trường Sơn, để trở lại những cái nơi mà kháng chiến cũ, rồi nhớ lại những cái ngày các đồng chí chiến sĩ biên phòng gian lao vất vả. Cũng trong chương trình này, đoàn thực tế cũng đã được về thăm lại một số địa danh lịch sử trên tuyến đường Hồ Chí Minh, về thăm nhiều mô hình phát triển kinh tế xã hội trên tuyến biên giới như ruộng lúa nước Ca Ai, Rục Làn do Bộ đội Biên phòng Quảng Bình triển khai thực hiện. Chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc cho đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia chương trình hướng về biên cương. Các chiến sĩ bộ đội biên phòng, ngoài chức trách là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ra, thì họ còn trong vai là người nông dân, là người bác sĩ, là người thầy giáo để giúp cho cuộc sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Và qua những cái chuyến thực tế, ngoài các cái phóng viên, nhà báo, để các nhạc sĩ, ca sĩ sẽ phát huy hơn nữa những cái khả năng của mình để viết tiếp những cái ca khúc hay, những tác phẩm hay để mà ca ngợi người chiến sĩ biên phòng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng qua cái đợt này thì các anh chị trong đoàn văn nghệ sĩ sẽ có thêm nhiều cái câu chuyện, nhiều cái số liệu, nhiều cái thông tin để sáng tác về cái đề tài bộ biên phòng và biên phòng toàn dân, giúp cho nhân dân toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung có thêm nhiều cái góc nhìn đa chiều hơn về lực lượng biên phòng nói chung, trong đó có cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo nói riêng, góp phần cho các anh các chị và hiểu hơn về người lính trong thời bình hiện nay. Đợt vận động sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới hải đảo và bộ đội biên phòng là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 30 năm ngày biên phòng toàn dân. Đây cũng là dịp văn nghệ sĩ thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, động viên cổ vũ phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Nông dân Quảng Trạch chuẩn bị gieo sạ lúa hè thu. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Lê Thủy hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn sông nước ở trẻ em luôn là vấn đề nhức nhối đối với cả cộng đồng. Đặc biệt mùa hè là thời điểm trẻ em thường tham gia nhiều hoạt động dưới nước. Do vậy, nguy cơ trẻ bị đuối nước là rất cao. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em. Nhưng phần lớn, chủ yếu vẫn là do sự lơ là chăm sóc để trẻ tự do đi lại. Bên cạnh đó, hệ thống sông, suối, ao, hồ cũng là môi trường không an toàn cho trẻ nhỏ. Để hạn chế tới mức thấp nhất những tai nạn trong lứa tuổi học sinh, sinh viên trong dịp hè, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn đã triển khai kế hoạch về quản lý học sinh trong dịp hè đến tận các địa phương, nhà trường, đoàn thanh niên, các thôn, tổ dân phố. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị xã để các bậc phụ huynh quản lý con em mình trong thời gian nghỉ hè, tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa tai nạn đuối nước ở trẻ em, rất cần sự vào cuộc, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và gia đình trong việc giáo dục, nhắc nhở con em nâng cao ý thức phòng chống đuối nước. Thực hiện kế hoạch về kiểm tra chiến sĩ công an khỏe, đơn vị công an khỏe năm 2018, Công an tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành kiểm tra đối với cán bộ chiến sĩ trong độ tuổi quy định tại công an các đơn vị địa phương. Theo đó, các cán bộ chiến sĩ được kiểm tra sẽ chia thành các nhóm tuổi và tham gia các nội dung bật xa tại chỗ, chạy 100m, 800m đối với nữ, bật xa tại chỗ, nằm sấp chồng đẩy hoặc cao tay xả đơn chạy 100m, 1.500m đối với nam. Thông qua đợt kiểm tra, nhằm tiếp tục đánh giá tình hình, thực trạng sức khỏe của cán bộ chiến sĩ và công tác tổ chức rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ của công an các đơn vị địa phương. Qua đó, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể lực cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để chủ động phòng ngừa các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bố Trạch đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ và cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Đoàn liên ngành kiểm tra tại 30 trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, 7 quỹ tín dụng nhân dân và 15 chợ trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Bố Trạch đã chủ động nhắc nhở, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức, kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người đứng đầu các cơ quan, ban quản lý các chợ, các tiểu thương nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình về công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện nay, trồng rừng kinh tế đang được nhiều địa phương trong tỉnh đẩy mạnh. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ gỗ rừng trồng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đầu ra cho gỗ rừng trồng luôn là vấn đề mà người trồng rừng quan tâm. Các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trong tỉnh chính là những người bạn đồng hành góp phần giúp người trồng rừng yên tâm sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Thành, đồng tài cùng tiểu thủ công nghiệp làng nghề Thuần Đức thành phố Đồng Hới là doanh nghiệp chuyên gia công bóc tách gỗ rừng trồng, làm nguyên liệu phục vụ cho sản xuất vải ép công nghệ cao, phục vụ xuất khẩu. Sản phẩm của công ty là nguyên liệu đầu vào cho các liên doanh sản xuất vải ép Việt Nam, Ấn Độ, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ có nhà máy tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Lựa chọn lĩnh vực gia công, sơ chế gỗ rừng trồng làm nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ. Từ 10 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Thành là đối tác của nhiều trang trại gia trại trồng rừng kinh tế trong tỉnh. Không chỉ thu mua gỗ keo tràm của người trồng rừng ở thành phố Đồng Hới mà còn thu mua ở các địa bàn như Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa. Nhờ chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, công ty Lý Thành đã giải quyết việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương với mức lương ổn định, bình quân 8 triệu đồng mỗi người một tháng. Để đảm bảo vận hành cấp điện an toàn hiệu quả trong mùa mưa bão năm 2018, Điện lực Lê Thủy vừa triển khai sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường dây 22 kV Ảng Sơn đi các xã miền Tây của huyện. Điện lực Lê Thủy đã khẩn trương huy động 70 cán bộ công nhân, 6 xe máy chuyên dùng triển khai sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện trên toàn tuyến. Tiến hành thay thế 2,1 km dây trần bằng dây bọc ở những đoạn lưới điện đi qua khu vực dân cư, khu vực cây rừng không thể phát quang, tăng cường gia cố thêm 50 cây nẻo cột ở những vị trí sung yếu, đảm bảo cấp điện ổn định cho đồng bào các xã biên giới trong thời gian nắng nóng hiện nay và mùa mưa bão sắp tới. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Tranh thủ thời gian, những ngày này, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đang tích cực ra đồng, chuẩn bị ruộng đất để tiến hành gieo sàn lúa hè thu. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm 2018, huyện Quảng Trạch gieo sạ khoảng 3.400 ha lúa với các loài giống chủ lực chất lượng cao như PC6, HT1, SV181 và các dòng lúa có khả năng chịu hạn khá. Để đảm bảo cho vụ sản xuất đạt hiệu quả cao, thời gian qua, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư phân bón, giống lúa thuộc bảo vệ thực vật, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, xây dựng lịch thời vụ để các địa phương hướng dẫn cho bà con nông dân triển khai thực hiện. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung làm đất tiến hành gieo xạ lúa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5 tháng 6 năm 2018. Tại huyện Lê Thủy hiện đang vào vụ thu hoạch lúa, tuy nhiên tình trạng người dân sử dụng lòng lề đường làm nơi tuốt, phơi và mua bán lúa gây cản trở và mất an toàn giao thông. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, Ủy ban nhân dân một số xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân không tuốt lúa trên các tuyến tỉnh lộ, các trục đường liên huyện, liên xã, tuyệt đối không được phơi thóc lúa rơm rà trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã và các trục đường giao thông trong các khu vực dân cư. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn xảy ra, đặc biệt việc phơi thóc lúa trên tuyến đường DT 565 đoạn qua thị trấn Kiển Giang đang làm mất an toàn giao thông và nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ xã Hòa Tiến, huyện Minh Hóa đã tích cực đóng góp công sức cùng chính quyền địa phương và nhân dân triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó phát huy được vai trò xung kích của lực lượng dân quân tự vệ thông qua những việc làm cụ thể như cùng nhân dân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tu sửa, nâng cấp đường liên thôn, liên xã, tổng vệ sinh môi trường, giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, xóa nhà tạm, góp phần cùng nhân dân trong xã hoàn thành 13 trên 19 các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Phần đầu đến năm 2020, xã Hòa Tiến cán đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, ở huyện Lê Thủy, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang triển khai thực hiện, đã mở ra hướng phát triển kinh tế đa dạng dựa vào lợi thế từ mỗi địa phương theo hướng tăng giá trị gia tăng. Mỗi thôn, xã lựa chọn ra những sản phẩm độc đáo, mang đậm nét đặc trưng để phát triển. Đây là hướng đi tất yếu để tạo động lực cho huyện Lê Thủy trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thường, huyện Lê Thủy hiện có trên 1.200 thành viên, sản xuất canh tác trên diện tích 268 ha. Với phương pháp canh tác tiên tiến hiệu quả, thân thiện với môi trường SRE, hợp tác xã đã giảm lượng nước tưới và lượng lúa giống, hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học thuộc bảo vệ thực vật, tiết kiệm công chăm sóc. Như vậy, lợi nhuận thu về tăng từ 25 đến 35% so với phương pháp sản xuất truyền thống. Trong vụ đông xuân này, toàn bộ diện tích lúa của hợp tác xã đều được áp dụng phương pháp canh tác SRE, sử dụng các dòng lúa chất lượng cao như P6, TBR 225. Năng suất lúa bình quân đạt khoảng 76 tạ một ha, cao hơn năng suất lúa đại trà trên địa bàn. Sau 2 năm đăng ký nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm với tên gọi gạo Lê Thủy, vụ lúa này hợp tác xã đang tổ chức thu mua bao tiêu sản phẩm từ 150 đến 180 tấn lúa cho các hộ thành viên để chế biến. Gạo Lê Thủy sản xuất theo quy trình cải tiến SRI tạo ra hạt gạo sạch, đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Quảng Bình cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Quảng Bình cấp xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đây chính là điều kiện để lúa gạo của hợp tác xã thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường tiêu thụ. Riêng ở cây gạo Lê Thủy phải nói rằng là cũng được sự quan tâm của Sở Công Thương và của Ủy ban nhân huyện Lê Thủy. Chỉ trong năm 2017, hợp tác xã đã tự đi tham gia nhiều hội chợ tại Đồng Hới, tại Đà Nẵng và tại Huế và đưa gạo vào Sài Gòn để quảng cáo. Thì phải nói rằng là riêng chất lượng gạo của hợp tác xã người ta đón nhận là người khách hàng người ta ghi nhận là sản phẩm gạo ăn rất ngon. Hợp tác xã hết sức mong muốn rằng là các cơ quan chức năng, huyện, tỉnh và bên Sở Công Thương tạo điều kiện cho hợp tác xã trong vấn đề giới thiệu quảng cáo sản phẩm đến với người tiêu dùng. Khoai gieo là một trong những món quà giàu hương vị quê nhà đối với những người con xa xứ và du khách gần xa. Nắm bắt được tâm lý đó, gia đình ông Phan Xuân Lâm ở thôn Thanh Tân, xã Thanh Thủy cùng một số hộ dân trong thôn đã thành lập tổ hợp tác sản xuất chế biến khoai gieo Lâm Hương. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thanh Thủy, sản phẩm khoai lang nguyên liệu trong khoảng 5 năm trở lại đây đều có giá cả khá ổn định, từ 10.000 đồng đến 13.000 đồng 1 kg. Nhờ có vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng củ đạt yêu cầu nên trung bình mỗi năm hợp tác sản xuất trên 8 tấn khoai gieo với tổng thu nhập bình quân 640 triệu đồng mỗi năm. Đất hàng này là không phải là mình bán lẻ nữa, mình bỏ xỉ luôn. Ví dụ các vùng mà gia lái đô vì một lần họ gửi hàng với họ là bị trên tạ hoặc 50 cân nữa là họ đặt hàng cho mình động hàng thôi cho mình gửi theo xe. Mình thấy cái lương bán mình bán được, họ đặt hàng về đông nên thì mình căn cứ vào đó thì mình để mình nên biết. Ngoài hai sản phẩm nêu trên, ở Lê Thủy còn có một số thôn xã khác cũng đã có sản phẩm đặc trưng. Bên cạnh đó còn có 5 làng nghề truyền thống là nón lá quy hầu, chổi đót Lê Bình, chiều còi An Xã, mộc Mỹ Nghệ, đan lát Xuân Bồ, rìu Tuy Lộc. Theo ông Nguyễn Văn Vương, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lê Thủy, để duy trì phát triển làng nghề, bên cạnh các chính sách ưu đãi của tỉnh, huyện Lê Thủy đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các cơ sở đầu tư trang thiết bị, chuyển giao công nghệ, quảng bá sản phẩm, giúp các làng nghề nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây có thể xem là một hướng đi đúng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, góp phần phát triển kinh tế nông thôn một cách bền vững. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.